trình tin tức chứng khoán với luật sư Trịnh Huy Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì có thể nói hôm nay là một cái tin tức hết sức tốt cho thị trường chứng khoán và cho công ty VinFast Auto. À, như quý vị thấy trên màn hình là lúc VinFast cổ phiếu hay chứng khoán đạt giá là 511,46 xu. Thì vốn hóa của công ty VinFast Auto tính vào thời điểm lúc bây giờ là 124 tỷ 160 triệu đô la như quý vị thấy trên màn hình. Có thể nói VinFast đã đạt được một cái kỷ lục vô tiền khoáng hậu rồi quý vị là trở thành một công ty vốn hóa đứng hàng thứ ba của ngành xe điện ở đây là bất kể xe gì thưa vị uh, Xe điện, xe ga, xe gì Thì uh, công ty VinFast đứng thứ ba Công ty Tesla đứng đầu với vốn hóa là 728 tỷ đô la Và cổ phiếu của nó trị giá là 229,41 uh, đô la thưa quý vị uh, Đứng thứ nhì là công ty Toyota với cái mã chứng khoán là TM còn Tesla là TSLA thì công ty Toyota đứng hàng nhì với 222 tỷ 620 triệu đô la vốn hóa trên thị trường chứng khoán với giá cổ phiếu là 164.52 đô la thưa quý vị và đặc biệt là công ty VinFast với cái vốn hóa lên tới 124 tỷ 160 triệu. Đứng thứ tư là hãng xe Porsche danh tiếng với 98.81 tỷ đô la. À, công ty Trung Quốc đứng hàng thứ năm BYD là 90 tỷ đô la và giá cổ phiếu của nó là 32 đô phải 26. Đứng thứ sáu là Mercedes, đứng thứ bảy là BMW, đứng thứ tám là Volkswagen, đứng thứ chín là Ferrari. Thì công ty Mercedes uh, có vốn hóa là 78 tỷ đô la BMW 69 tỷ rưỡi Volkswagen 68 tỷ uh, Ferrari 56,46 uh, tỷ thưa quý vị Có thể nói uh, VinFast đã lập một cái kỷ lục uh, vô tiền khoáng hậu Và có thể nói là trong 6 ngày vừa qua thì 3 ngày Là lập kỷ lục thừa quý vị Ngày đầu tiên uh, khai trương Mở chợ của chứng khoán VinFast thì cũng đã lập kỷ lục uh, tăng lên tới 256% thừa quý vị. Và sau đó thì uh, chứng khoán của VinFast uh, tục dần, uh, coi như đi xuống với uh, 3 ngày liên tiếp. Nhưng ngày thứ tư thì bắt đầu uh, bình ổn và ngày thứ năm thì đã vọt lên và ngày thứ sáu tức là hôm nay đã vọt lên đứng hàng thứ ba trong ngành xe thưa quý vị. À, đương nhiên xin nhắc lại quý vị là chứng khoán ngày lên ngày xuống là một chuyện bình thường, ngày huy hoàng, ngày điều tàn cũng là điều bình thường. Hôm nay thì có thể trúng, ngày mai thì có thể thua và nếu mà thua quá nhiều thì hết vốn, mà hết vốn thì buộc phải rời cuộc chơi thưa quý vị. Còn có những người họ may mắn và họ đầu tư đầu tư lâu dài đầu tư ngắn hạn như thế nào đó mà họ gặp may mắn thì cái đó không ai giống ai cả thưa quý vị à, nói chung là câu chuyện như thế và chúng ta cũng xin nhắc lại là đầu tư chứng khoán rất rủi ro nếu quý vị nào mà không có kiến thức không có vốn nhiều không bỏ thời gian tìm hiểu và không hiểu tiếng anh rồi không có máu liều nếu mà máu quá liều thì cũng chết mà máu không liều cũng chết thừa vị vậy à, nói chung là thường thì người việt nam chúng ta biết là cũng không có nhiều tiền để mà coi như đầu tư chứng khoán còn nói mà chơi chứng khoán thì phải người rất là dư giả giàu có có dư tiền thì mới gọi là chơi chứng khoán thưa quý vị là như vậy mà hầu hết uh, à, chúng tôi đã coi những kênh uh, youtube ở bên uh, nước ngoài thì thấy là toàn là dân youtuber ảo thổ tạ không có kiến thức về chứng khoán nói nhăn nói cội thưa quý vị à, không biết vốn hóa là cái gì nói công ty vinfast chỉ có trị giá 300 triệu đô la chẳng hạn như vậy ăn nói thuộc loại vớ vẩn ngớ ngẩn không có một cái căn cứ gì cả thì à, trở lại với à, công ty VinFast, có nhiều khán thính giả hỏi là PE ratio bao nhiêu thì xin mời quý vị nhìn lên màn hình ở dòng cuối cùng PE ratio là 201.52 tức là price per earning ratio tức là trị giá chia cho cái giá mà nó, có khả năng kiếm tiền được thưa quý vị tức là một phần là thu nhập và một phần là giá và tỷ số của giá thị trường với cái giá thật mà nó kiếm tiền được à, giải thích cho quý vị ví dụ như một năm công ty kiếm được uh, 1 triệu đô la mà trên thị trường nó định giá cái công ty đó là 10 triệu đô la thì PE Ratio là 10 thưa quý vị tức là 10 triệu chia cho 1 triệu là 10 tức là tương đương có thể là nói là một năm công ty kiếm được uh, 1 triệu đô la thì để có cái giá mà 10 uh, PE 10 thì nó tương đương là công ty phải uh, làm 10 năm liên tiếp thì mới có cái giá trị đó thưa quý vị. thì uh, nói chung phần đông những người mà giữ cái uh, giá trị của chứng khoán hay cái giá cổ phiếu hay là có cái số cổ phiếu mà nắm trong tay thì người ta gọi là long term stockholder thưa quý vị tức là những người cổ đông lâu dài còn lâu dài nhất là cổ đông trọn đời thưa quý vị chúng tôi cũng đã kể là có những người ở hoa kỳ mua stock của những công ty từ thời rất trẻ khoảng 18 tuổi cho đến năm 68 tuổi khi họ hưu trí thì họ mới bán ra chẳng hạn như vậy giữ hơn 50 năm thì có nhiều người hỏi tại sao giữ hơn 50 năm Thì cái đó tùy theo cá tính của mỗi người Nhưng người ta tin rằng nếu một công ty làm ăn tốt Thì có khả năng là Coi như là chia cổ tức Chia tiền lời tốt Có những công ty hàng năm họ chia lên tới mười mấy phần trăm mỗi năm Nhiều hơn là số tiền bỏ vào nhà băng thưa quý vị Bỏ vào nhà băng thì nhiều khi chỉ có lời Vài ba phần trăm phần trăm Không có nhà băng nào mà cho tới 10% cả. Thưa quý vị, trong lịch sử của đất nước Hoa Kỳ thì cực kỳ hiếm, à, vô cùng hiếm. Chỉ những lúc mà khi mà cho mượn, là vay mượn lên tới 14% mỗi năm thì mới có cái tiền lợi lên tới 8 trăm Còn chơi chứng khoán thì mang cái tính rủi ro rất cao Nhưng mà tiếng Anh gọi là high risk And high reward, tức là trúng đậm khi mà rủi ro cao. Có những uh, công ty nếu mà mua vào cái lúc mà nó eo ột và nó quay đầu từ cái làm ăn eo ột, nó trở nên làm ăn khấm khá thì nó sẽ chia lời rất nhiều. Thì đó là cái may mắn và cái uh, rủi ro. Có những công ty mua vào không bao giờ ngóc lên mà lại càng ngày càng đi xuống và đến mức mà khai phá sản. Thì khi khai phá sản là những người đầu tư hay đầu cơ vào công ty đó mất luôn tất cả tài sản, thưa quý vị và phải chờ tòa án họ thi hành án họ bán tài sản của công ty thì mới được chia lại một phần nhỏ nhòi chút đỉnh nào đó. À, nói chung là không ai muốn nhưng có những công ty làm ăn sập sệ như thế và cũng đầy rẫy trên thị trường. Không phải công ty nào ra thị trường chứng khoán đều thành công hết công ty VinFast có thể nói là một trong những công ty rất hiếm hoi xin thưa vị là như vậy. Trong 6 ngày đầu mà tới 3 ngày lập kỷ lục. Và những người uh, chơi uh, short seller tức là những người đánh ngược lại thì thua tàn nát thưa quý vị. Ăn thì có vài chục phần trăm nhưng mà thua lên tới hàng trăm phần trăm. Rất là thê thảm. Nói chung thì uh, không khuyến khích uh, vì vậy uh, chơi uh, stock cũng không khuyến khích quý vị uh, chơi short selling thưa quý vị những cái đó dành riêng cho những người mà chuyên tâm uh, nghiên cứu và họ hiểu biết đầy đủ nếu mà hiểu biết kiểu mà lơm cơm lơ mơ vào thị trường chứng khoán thì sẽ bị nhấn chìm như nhấn chìm trong đại dương thưa quý vị thì trên màn hình uh, trả lời câu hỏi thứ hai của khán thính giả là cái vốn hóa uh, vào ngày hôm qua là bao nhiêu thì xin thưa quý vị nhìn vào dòng cuối cùng đó là 85 tỷ 430 triệu thưa quý vị à, Nói chung là Buổi ban đầu đối với công ty VinFast Auto LTD này thì nói là một cái Wall Street Darling Tức là bé yêu của Wall Street hiện nay thì có hiện tượng là có thể một số đông những nhà buôn bán chứng khoán họ bắt đầu họ để ý đến VinFast và họ nghĩ rằng VinFast sẽ có lời cho nên họ ồ ạt nhảy vào để mà tranh mua tranh bán thưa quý vị nói chung cái chuyện đó cũng bình thường và đặc biệt là khi mà VinFast được lên những trang đầu của các báo chí của Hoa Kỳ lên trang đầu của truyền thông vân vân và nhiều người đã bình luận coi như ôm sòm y xèo tình tốt cũng có mà tình xấu cũng có tiêu cực cũng có mà tình đúng đắn cũng có khiến cho cái sự ồn ào của Vinfast càng được lan truyền và từ cái uh, số cổ phiếu uh, giao dịch hàng ngày chỉ trong uh, 4 tới 6 triệu cổ phiếu thì bây giờ lên tới 19 triệu cổ phiếu hôm qua thưa quý vị uh, nói chung giá cả thì uh, như quý vị thấy hôm nay giá này mai giá khác mỗi giây phút đều giá khác nhau vào lúc uh, 9 giờ 50 uh, phút sáng hôm nay giờ New York thì uh, cổ phiếu của VinFast đã lên tới 49.03 xu và đã tăng lên 12 đô la và tương đương với 32.41% phần trăm vị. vậy à, nói chung VinFast trở nên là một bé yêu, bé dễ thương của thị trường chứng khoán. Mọi người đều ồ ạt đổ tiền vào những nhà đầu tư đầu cơ buôn bán chụp giật kể cả những đại gia đại công ty đại nhà băng bắt đầu nghĩa vào thưa quý vị đó là lý do mà chúng ta thấy là cái giá trị của nó được đẩy lên rất cao nhưng cũng đồng thời sẽ có những người không tin vào con số đó thì sẽ nghi ngờ và từ nghi ngờ họ sẽ có những hành động chẳng hạn như bán thao hay rút lui vân vân thì điều đó cũng hết sức bình thường à, Bí mật gì mà VinFast được yêu mến như thế Thì xin thừa à, Có rất nhiều bí mật trong à, câu chuyện của VinFast Người đoán cái này, người đoán cái kia à, Nói chung thì à, Tuy mỗi người à, Mỗi cái nhà đầu tư đầu cơ họ Có những thông tin khác nhau Và họ xử lý khác nhau Có người thì xuống tiền nhiều có người thì không tin thì không mua, có người thì xuống tiền ít. Rồi có người thì tiếc đối khi mà cổ phiếu của VinFast à, đã vọt lên à, quá tầm mua bán của họ vân vân thưa quý vị. Rồi có những người nhảy vào hy vọng là short sale tức là hy vọng à, chứng khoán của VinFast xuống nhưng thực tế nó lại quay đầu đi lên cho nên thua lỗ cũng nặng nề lắm thưa quý vị. Nói chung à, nói về chứng khoán thì nói cả năm cả tháng hết năm này qua năm nọ không hết chuyện. Thì được biết là có thêm một công ty Việt Nam cũng sẽ sắp sửa ra IPO ở trên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ thưa quý vị. Một công ty đến từ Việt Nam thì chúng tôi đã đã nắm thông tin nhưng vẫn phải À, chờ đợi khi mà nó chính thức uh, ra mắt xin thưa vậy là như vậy. Thì hôm nay vào lúc cái giờ mở chợ thì tin tức rất tốt. Đặc biệt là tin uh, của công ty AN uh, DVR thưa quý vị, một công ty chuyên làm về uh, những cái uh, bộ nhớ hay là bộ lưu trữ dữ liệu vân vân và họ đã coi như là có một cái uh, gọi là bán được hàng thông tin uh, coi như họ đã thu lợi vượt kỳ vọng cho nên là đã kéo một số uh, nhà đầu tư nhảy vào tin tưởng vào cái uh, thị trường uh, đang đi lên Ngoài ra còn có những tin tức nói về cái tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ cũng đã giảm vân vân. Thì trên màn hình giờ mở chợ thì Dow Jones Index lên 34.528 điểm tương đương 0,16%. Còn thị trường Nasdaq thì lên 18 điểm tương đương 0,14%. SP500 với cái số điểm là 4.444 và đã tăng 0.18% thì quý vị. nói chung là giá cả có thể lên xuống chút đỉnh. Giá dầu thô 77,62 đô la cho mỗi một barrel. Còn giá vàng 1.940 đô la giảm nhẹ Uh, US uh, Treasury Bond, coi như công trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ là 42 đô la 14 xu. Uh, Bitcoin, đây là đồng tiền ảo thì uh, giá nó là 26.316. Thưa quý vị, những người mà chơi Bitcoin thì uh, cũng có người ăn được, nhưng cũng có những người thua lỗ rất nặng nề. Thưa quý vị nói chung đồng tiền ảo thì cũng lên xuống có lúc lên sáu mươi mấy ngàn rồi đâm đầu quay xuống bây giờ chỉ còn 26.300. Thì như quý vị thấy trên màn hình tình hình của US market hôm nay đi lên. Cao nhất là 3,6%, trung bình là 1,8%. 3,8% đó là Nasdaq 100 Index và SP500 500 index là 1.8%. Còn Dow Jones Industrial Average thì chỉ có 0.15% thôi quý vị. Nói chung là tình hình rất là diễn tiến tốt trong hai ngày vừa qua. Còn 3 ngày trước đó thì ai cũng biết là chứng khoán đi xuống kể cả các công ty ngoài công ty VinFast thưa quý vị. Thì nói chung hôm nay công ty VinFast có thể nói cổ phiếu lần đầu tiên vượt qua mốc 50 đô la. Đó là lý do tại sao mà coi như là vốn hóa lên tới hơn 124 tỷ đô la thưa quý vị đây là một con số kinh hoàng nhưng chúng tôi cũng xin nhắc lại đây không phải là một con số cố định mà phải tùy thuộc vào tương lai của chính bản thân công ty Vinfast. ở đây là chúng tôi xin nói hai chiều là người đầu tư nếu tin tưởng vào một công ty như công ty Vinfast thì họ sẽ đổ tiền vào nhưng mà nếu họ thấy công ty Vinfast sẽ làm ăn coi như có những dấu hiệu trì trệ hay là bán hàng không được như thế nào đó hay báo cáo tài chánh một cách yếu ớt thì họ sẽ rút tiền ra nói chung là một con dao hai lưỡi có lên và cũng có xuống thưa quý vị thì hy vọng công ty vinfast sẽ có những chiến lược để giúp cho sự tin tưởng tự tin của những nhà đầu tư chẳng hạn như tổng giám đốc toàn cầu bà lê thì thu thủy cũng đã nói là vinfast sẽ mở rộng những cái như là kết hợp với các công ty bán xe ở mỹ để mà đem xe đến các dealer của mỹ ở nhiều nơi ngoài những cái showroom của vinfast thì bán theo cách đó thì có thể gia tăng được cái số lượng tiêu thụ xe chẳng hạn như vậy rồi có những cái sự tin tưởng của công ty tập đoàn VinGroup sẽ tiếp tục hỗ trợ Vinfast trong những năm tới. thì đây là một cái tin tức rất tốt cho Vinfast. rồi Vinfast uh, được uh, chấp thuận chuẩn thuận uh, dòng xe VF9 với 330 dặm tầm xa thường quý vậy và sẽ được bán vào quý tư năm 2023. thì đó là những cái nguồn lợi trong tương lai. Điều đặc biệt mà Wall Street và các nhà phân tích của thị trường phố Wall cho biết là công ty VinFast có một điều đặc biệt so với những công ty khởi nghiệp hoặc những công ty IPO khác. Đó là sản phẩm của công ty VinFast đã chạy ở ngoài đường ở nước Mỹ thưa quý vị. Có những công ty khác chẳng hạn như họ viết ứng dụng viết app chẳng hạn như vậy họ không có sản phẩm chạy ở ngoài đường của nước Mỹ cho nên người ta cũng không biết là sản phẩm nó tốt hay xấu nhưng VinFast đều ngược lại là họ đã có những chiếc xe như VF8 Eco, VF8 Plus cho nên người tiêu dùng Hoa Kỳ có thể tới các showroom của VinFast để vừa chứng kiến, vừa tận mắt, vừa sờ, vừa vừa trải nghiệm, thử nghiệm vân vân tạo nên một cái sự tin tưởng khác biệt với những công ty khác đó là cái mà người ta thấy tận mắt nhìn và sờ tận tay thưa quý vị còn đương nhiên giá cả xin nhắc lại giá của chứng khoán thay đổi hàng giờ hàng phút hàng ngày cho nên hôm nay như vậy ngày mai nó khác cho nên xin quý vị nào không hiểu biết về chứng khoán thì không nên nói dốc nói bịp nói lừa đưa ra những cái kiến thức thổ tả không đúng về sự thật. Thì chương trình một lần xin chúc mừng công ty Vinfast đã có bước đầu khởi nghiệp ở Hoa Kỳ rất tốt trên màn hình quý vị thấy là cái last cap hay market cap lên tới 815 tỷ 430 triệu thưa quý vị và hôm nay thì giá cả nó lên hơn 50 đô la cho mỗi một cổ phiếu và bây giờ thì nó bắt đầu nó đi ngang nó xuống còn bốn mươi mấy đô la cho mỗi một cổ phiếu thưa quý vị nhưng mà trụ trung so với cái giá ngày đầu tiên thì lời hơn một trăm phần trăm thì một lần nữa xin chúc mừng công ty VinFast trong những ngày qua đã có những gọi là giá cổ phiếu gia tăng một cách chóng uh, chống mặt lên đỉnh lập đỉnh của đỉnh thừa quý vị thì chương trình uh, với luật sư Trịnh Quý Thiên đến nay tạm chấm dứt xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh thành thật cảm ơn xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới